Trân trọng kính chào và rất cảm ơn khán thính giả đến với chương trình bình luận thời sự của Vikao TV phát trên 57.13 Galaxy 19, đồng thời 16.2 ở Bắc California. Chúng tôi cũng rất hân hoan thông báo với quý vị khán thính giả là quý vị có thể vào xem trong chương trình radio của đài truyền hình, đó là Vikao Radio 106.3 HD phát sóng từ ngày 1 tháng 8 24/54. Thưa các thính giả, mở đầu chương trình chúng tôi xin gửi đến khán thính giả một cái bình luận xung quanh về cái chuyện tại sao mà nước Mỹ cái nạn về súng đạn như thế này. Thưa anh Viên Huy, thời gian qua trong một ngày thôi thì người Việt Mỹ đã thấy chứng kiến hai cuộc xả súng, ở đầu tiên là ở Texas, lần thứ hai là ở Iowa. Hai cuộc xả súng đó nó gây chết người rất là ghê gớm. Và cái người mà hung thủ nghi phạm đó thì bị cảnh sát bắt được. Cái người đó ngoan ngoãn là đứng cho người bắt chứ không có vẻ gì chạy trốn. Cảnh sát cho biết là cái anh chàng này đó là 21 tuổi, chuẩn bị súng đạn từ nhà lái xe cho tới hiện trường, làm một cách ung dung tự nhiên, không có cái gì mà lo sợ và cũng không có cái gì hận thù. Và khi xảy ra một cái cuộc mà nổ súng giết người hàng loạt thì lần này được người ta để ý nhiều, bị nó rơi vào cái thời điểm tranh cử và nó rơi vào cái thời điểm mà rất là nhạy cảm trong cái vấn đề là súng đạn. Ngày nay đó thì mình người Mỹ mình nói là chỗ nào cũng có súng thì cũng có như vậy, nhưng mà mới đây một cái thống kê của Liên Hiệp Quốc họ cho thấy rằng là nước Mỹ, những cái nước mà phát triển có súng đạn đó như Mỹ vậy đó, thì nước Mỹ là một cái nước đứng đầu. Thứ nhất là cái súng đạn mà gây chết người, tức là giết người đó, ở Mỹ nó bằng 6 lần ở Canada, nó cả bằng 7 lần ở cái nước Thụy Sĩ và bằng 16 lần ở cái nước Đức. Những cái nước tiến bộ Âu Châu như vậy họ có súng trước khi Mỹ nữa, nhưng mà Mỹ là một cái quốc gia và giết người bằng súng đạn là nhiều nhất trên thế giới. Thì mình hỏi tại sao nó là có cái hiện tượng như vậy. Mỗi lần xảy ra cái vụ súng đạn thì khán thính giả ở nhà không cần xem truyền hình, nhắm con mắt lại cũng nghe người ta nói có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là súng được buôn bán tự do. Nguyên nhân thứ hai là người ta nói là cái người cầm súng bắn nó có cái tâm thần, cái sức khỏe, bệnh về tâm thần. Nhưng mà cái đó, nó từ mấy trăm năm nay, từ nước Mỹ lập quốc, từ cái hiến pháp cho phép người ta mua súng tới giờ này như vậy rồi, thì phải chăng nó có một cái gì khác nữa? Cái đó nó không có cát nghĩa của người ta được. Người ta đồng ý là tại sao Mỹ có cái nạn giết người hàng loạt bằng súng như vậy, thì người ta mới nói đây là một cái khủng bố trong dân nội bộ dân tộc. Cái khủng bố nội bộ dân tộc để nó so sánh cái khủng bố từ kẻ thù hồi xưa, tức là IS nó đưa vào nước Mỹ, bây giờ tự người Mỹ nổi dậy vì cái vấn đề dân tộc để mà họ khủng bố. Và nhất là sau cái phát biểu của ông tổng thống, cựu tổng thống Barack Obama, đã cho người ta thấy rằng là nước Mỹ đã bình thường quá cái chuyện kỳ thị chủng tộc, đưa cái chuyện kỳ thị chủng tộc nó ra một cách công khai. Và ông Obama nói cái điều đó là ám chỉ ông Donald Trump. Ông Donald Trump bình thường quá cái chuyện kỳ thị chủng tộc, kêu gọi những cái chuyện hận thù. Và cái anh chàng mà bị nghi phạm đó mới đây ở Texas thì anh này là một cái người rất là cuồng tín đối với ông Trump. Qua cái chuyện ông Trump trục xuất những cái người Latino thì cái đó để cho người ta suy nghĩ. Mình chưa nói rằng là cái nguyên nhân của ông Obama nói là đúng, nhưng mà cái đó để cho khán thính giả suy nghĩ. Thưa anh Viên Huy, vâng, trong hai cái vụ nổ súng này và cộng thêm sau đó là một cái vụ nổ súng ở Chicago nữa, là ba vụ trong nội dung trong có một tuần lễ thôi, thì nó làm nổi sôi nổi cả cái tin tức của người dân của nước Mỹ và cũng như là nhiều người dân của các nơi trên thế giới. Và như là giáo sư Chi trình bày cho biết là nước Mỹ có lẽ là nước mà có người sử dụng súng tư nhiều nhất trên thế giới, không có nước nào mà bằng cả. Thì thưa quý vị, ở đây chúng ta cũng nhận thấy có một cái điểm là thế này.
chưa có một cái bản báo cáo nào về của các nhà tâm lý học để mà tìm hiểu về cái gì. Khi mà chúng ta có một thứ vũ khí trong tay, thí dụ gậy, chỉ là cái cây gậy không thôi, hay hoặc là con dao hoặc là khẩu súng, thì tự nhiên cái tâm trạng của chúng ta nó thay đổi chứ không phải không. Ít nhiều, đặc biệt là những các bạn trẻ tuổi ở trên dưới 20 tuổi đó, thì cái máu, bầu máu nóng nó sôi sục, lúc nào nó cũng dễ sôi sục lắm. Bây giờ đặt một cái vũ khí trong tay thì cho nên là họ hay có được một cái tâm trạng là gây hấn và trở thành những cái kẻ hung bạo, là bởi vì luôn luôn nghĩ rằng là mình có một cái sức mạnh. Thì ở đây đó, vì cái vấn đề đó là cái vấn đề tự do mua bán vũ khí, cho nên sẽ tạo ra những cái con người mà có một cái tâm lý là hung bạo. Thì thưa quý khán giả, làm sao bây giờ là trở về mà ta ngăn chặn được một cái sự tự do mua bán vũ khí? Thì Quốc hội là đã cố gắng nhiều lắm rồi, nhưng mà không qua được nổi những cái quyền lực của những cái người buôn bán súng đạn, những cái công ty lớn đã dựa vào cái hiến pháp của Hoa Kỳ để bảo vệ cho người dân. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng là vấn đề hiến pháp của Hoa Kỳ cũng có thể là thay đổi được một phần nào. Mà vì thế cho nên người ta thấy rằng cái hiến pháp Hoa Kỳ mà binh vực cái người, cho phép những người coi dân có súng đạn là vào đúng cái thời kỳ mà đất nước Hoa Kỳ còn là chưa đủ sức để bảo vệ cho tất cả những người dân. Và vì thế cho nên cho phép người dân có được có quyền sở hữu súng riêng. Thì cho bây giờ là cái thời gian này là cái thời gian nó đã quá lâu rồi, và cái đó có quá cổ điển, mà vẫn các nhà buôn bán súng đạn vẫn căn cứ vào cái điều hiến pháp đó. Và ngay cả những ông ở đại diện dân ở trong Quốc hội cũng căn cứ vào đó để bảo vệ cái hiến pháp vân vân, để nhưng mà thật sự ra là bảo vệ những cái quyền lợi riêng tư buôn bán súng đạn của mình. Và ai cũng biết là cái quyền lực của những cái tổ chức bán súng đạn đó là những quyền lực rất lớn, là bởi vì họ có một cái số tiền là lớn, mà thường thường là hỗ trợ cho tất cả các nghị sĩ cũng như là thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ. Và tiền đi đến đâu là sức mạnh đi đến đó, thưa giáo sư. Bây giờ qua đến một cái thứ hai cũng là sức mạnh về vũ khí. Thì ở đây Bắc Triều Tiên là vừa rồi đã qua 3 lần thử liên tiếp trong vòng có một tuần lễ thôi, là thử nguyên tử. Nhưng mà cái thử hỏa tiễn lần thứ 3 này đó, thì thưa quý khán giả, người ta thấy rằng là các nhà quan sát cũng như là các tổ chức truyền thông của Bắc Triều Tiên đã cho biết là đây là một cái cuộc thử mà đã cho biết là hoàn tất được một cái quá trình về thử nghiệm vũ khí hỏa tiễn về tầm ngắn của mình. Đồng thời là cái sự mà hoàn tất được cái quá trình này á, thì nó cũng là một cái lần cái lời thách thức của Bắc Triều Tiên đối với lại Nam Triều Tiên cũng như là đối với Hoa Kỳ. Các nhà quan sát của thế giới á, về quân sự đó, thì đã nhận định rằng là bây giờ đã đầy đủ chi tiết để mà nhận được những cái báo cáo và cho thấy rằng là những cái hỏa tiễn lần này của Bắc Triều Tiên thử nghiệm nó mang một cái tính chất đặc biệt, không phải là giống như những hỏa tiễn trước đây. Trước hết là theo các nhà phương Tây cho biết thì họ gọi cái loại này là KN-23, là nó là bản sao của những cái hỏa tiễn Iskander của Nga. Thì cái loại hỏa tiễn này nó hết là nguy hiểm là nó tuy là chỉ tầm ngắn thôi, nhưng mà ở trong cái tầm ngắn đó là nó có một cái đường đạn đạo đi, không phải là đi thẳng như trước, mà nó đi quanh quéo là không thể nào đoán trước được. Vì thế cho nên những cái hỏa tiễn bắn chặn á không có đủ cái thông minh, cái smart để có thể mà luận biết được cái đường đi nước bước của cái hỏa tiễn này, và vì thế cho nên sẽ vô hiệu đối với tất cả những cái hệ thống phòng không. Cái thứ hai nữa, nó có một cái tầm, nó đi có một cái tầm cao là 50 km mà thôi, cho nên tất cả những các loại phòng không của Nam Hàn hiện tại bây giờ cũng như là của Nhật Bản, thí dụ như là cái loại là THAAD chẳng hạn, THAAD đó, là hệ thống phòng không ở giai đoạn cuối mà Hoa Kỳ đã đặt ở Nam Hàn đó, thì cũng vô hiệu, là bởi vì những là
tất cả những cái loại của thán đó chỉ là phòng không với lại từ khoảng trên dưới 100 cây số thôi, đằng này nó đi một cái chiều cao có 50 cây số thôi, thành ra anh kia không có phát hiện ra nó được và vì thế không bắn chặn được, tức là được bị vô hiệu. Đó là những cái nguy hiểm nhất của cái loại hỏa tiễn mà Bắc Hàn vừa rồi đã thử nghiệm. Thì thưa quý khán giả, ở đây người ta cho rằng là với cái ý định của ông Kim Jong-un thì rõ ràng ý định đây là một cái ý định cương quyết. Nếu mà các anh cùng tập trận với nhau, gây hấn với chúng tôi, thì một cuộc chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên nếu có, và kể cả với Hoa Kỳ nữa, thì tất cả những cái chuyện đó là đối với chúng tôi là không thành vấn đề, bởi vì trong tay chúng tôi đã có một cái thứ vũ khí hết sức là nguy hiểm như vậy. Ở đây chúng ta cũng nhớ rằng là cái phi trường của Nam Hàn đó mà chuyên môn là chứa các loại máy bay tiềm kích F-35 của Hoa Kỳ đã viện trợ và bán cho Nam Hàn đó, thì cũng nằm trong 300 cây số gần cái nơi bắn của hỏa tiễn kia. Mà cái hỏa tiễn đặc biệt kia của Bắc Triều Tiên thì đi tới dài tới 700 cây số, mà nó còn tùy vào cái lượng thuốc đầu đạn để mà gắn vào cái, nó có thể đi hơn và nó có thể đi kém. Thì rồi đồng thời cái vị trí của cái hệ thống phòng không tháp đó thì cũng có cách nơi mà phát xuất của cái loại hỏa tiễn nguy hiểm này có 400 cây số thôi. Tức là tất cả hai những cái vị trí quan trọng của quân sự của Nam Hàn đều nằm trong cái tầm bắn của cái loại hỏa tiễn sau cùng mà ông Kim Jong-un vừa mới cho thử vừa qua, thưa giáo sư. Đây là một cái cách mà chúng ta thấy là phá thế của phòng thủ chiến lược của Mỹ ở Nam Hàn. Hỏa tiễn Nam Hàn và hỏa tiễn của Mỹ thường đó là hỏa tiễn để mà chống với cái hỏa tiễn liên lục địa là tránh. Lục địa rồi nó bắn lên trên cao qua khỏi cái tầng khí quyển rồi nó sẽ rớt xuống mục tiêu theo cái sức rơi tự nhiên. Dạ. Còn cái này nó bắn thẳng bằng cái sức đẩy và nó đi ngắn hạn hơn, do đó nó lại vô hiệu hóa những cái hỏa tiễn hiện giờ Nam Hàn có. Như vậy chúng ta thấy là đây là một cái thách thức mà đối với cái chiến lược của Mỹ, đặc biệt là của Nam Hàn. Nói là nhắm vào Nam Hàn chứ thật sự nhắm vào Mỹ. Mỹ hiện giờ ngay cả Trung Quốc cũng vậy. Trung Quốc chế là 80% cái kho hỏa tiễn của họ là tầm ngắn cái tầm trung không à. Thành ra bây giờ Hoa Kỳ mới sực chớ ra là cái đó không được gì, thế cho nên Hoa Kỳ bắt đầu chế ra hỏa tiễn tầm ngắn tầm trung và đi rao giảng, đi gắn đi ca nước A Châu. Như thế chúng ta thấy là cái chuyện ngày nay mà đưa cái hỏa tiễn liên lục địa là nó không còn hữu hiệu nữa. Bây giờ người ta gây chiến ở một cuộc chiến tranh cục bộ. Bây giờ ví dụ như Mỹ và Trung Quốc mà ở Biển Đông thì cũng sử dụng như vậy thôi. Hay là Việt Nam với Trung Quốc nếu mà xảy ra ở bãi Tư Chính thì cũng sử dụng như vậy thôi, chứ không có thể đi tầm xa được. Do đó là chiến thuật bây giờ nó thay đổi. Có lẽ đây là một cái cách là Trung Quốc đã giúp đỡ hay là tác động để Bắc Hàn làm cái đó, và đồng thời khiêu khích hay là tạo cho Mỹ với Nam Hàn là phải ngưng cái chính sách tập trận. Và có lẽ đây cũng là một cái khó khăn mà để thử xem Mỹ bắt đầu gắn ở Nam Hàn những cái hỏa tiễn nào để mà chống lại hỏa tiễn của Bắc Hàn, thưa anh Viên Huy. Dạ. Cảm ơn khán giả, chúng tôi trở lại sau phần quảng cáo ngắn.